Rồi, chào mọi người. Hôm nay đã lên tiếp một lô cước câu nha mọi người. Thì đây là những cuộn cước mình lấy từ Nhật về, có những thương hiệu như Daiwa nè, Dell nè, đó, cuộn này cũng Dell nè. Một vài cuộn như Sunlight đó. Thì đa phần những cuộn này là những cuộn đã qua sử dụng, có một số cuộn giống như cuộn Dell này nè, là chưa qua sử dụng nè, đó, cuộn Extra này cũng chưa qua sử dụng. Những cuộn được qua sử dụng mà bên Nhật họ dùng nhiều thì mình sẽ gom lại một mã như thế này nha mọi người. Đó. Rồi, để vô cụ thể từng cuộn cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lậu không lip shop lên thì anh em cứ quay shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Một người thì mã số 1 lên cho mọi người một cuộn cước nè. Cuộn này của hãng Linus nè. Đó. Đây, đó đây. Cái này từ Nhật về nhé. Thì cái này cước của nó màu xanh nhé. Dây này là dây số 3 và cuộn này nó sẽ được 600m. Thì thấy nó vẫn còn liêm phong thế này đây. Đó. Thì cuộn này thì shop theo nhìn nhận cá nhân thì nó dùng rất ít nha. Cuộn này ra tầm còn khoảng 400-500m là bình thường. Đó. Rồi. Vì không biết chiều dài cụ thể nên cuộn này shop bán với giá là 150k nha mọi người. 150k. Mã số 1. Thì giá shop bán là giá này cộng thêm phí ship nha mọi người. Phí ship tầm khoảng 30k nữa thôi nhé. Tiếp theo cuộn số 2. Cuộn số 2 lên tiếp người một cuộn cước. Thì cuộn này là dây màu trắng luôn rồi. Đây màu trắng. Còn rất là nhiều luôn. Đó. Thì cuộn này là dây số 3 rồi. Dây số 3 nó để là tải được 5.5 kg nè. Đường kính dây là 0.285. Đó. 500m. Vì cuộn này cũng được qua sử dụng rồi. Đó. Đây measurement. Theo đánh giá cá nhân thì cuộn này cũng còn rất là nhiều luôn. Đó. Rồi. Giờ tầm khoảng 300m nâng lên luôn rồi. Rồi, giá công khai cuộn số 2, giá là 150k nhé. Cái này anh em về tấm chục, tấm thẻo nè, câu cá là vô tư nhé. Dây số 3. Dây số 3 anh em về tấm thẻo quấn ngon lành. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 lên tiếp người một cuộn. Thì đây là một cuộn chưa qua sử dụng nè, đó, nó còn niêm phong nè mọi người. Đây còn niêm phong. Còn miếng seal ở trong luôn. Đó. Cuộn này thì dây cũng là dây số 3 người, dây số 3 tải được 12GB, ra tầm khoảng 5kg 6kg. Mercedes-Benz nhé, cuộn này của Nhật sản xuất. 12LB đây, dây số 3 12LB. Đây, nó đây, nó. Thông số cụ thể như thế này. Rồi, giá công khai cuộn số 3 giá là 200 người, vì cuộn này chưa sử dụng đủ mét cho mọi người. Đó. Thì cuộn này chắc được 500m đây. Đó, về cho anh em tấm dây làm dây tấm thẻo nè, đó, vô máy nhỏ cột tơ. Tiếp theo cuộn số 4. Cuộn số 4 lên tiếp người quẩn là một cuộn dây thì cuộn này được 300m nhé. Cuộn này được 300m. Và nó cũng dạng chưa qua sử dụng nè, đó. Còn siêu còn tem nè mọi người, đó. Đây. Đó. Đây, cực gắt mới nha. Cuộn này 300m mọi người. Dây cũng là dây số 3, tải được 12LB, ra tầm khoảng 5kg 6kg. Rồi, giá công khai cuộn số 4 giá 150k nhé. Tiếp theo cuộn số 5. Cuộn số 5 lên tiếp mọi người là một cuộn dây của Daiwa. Đó. Đây, dây của Daiwa họ ship dây rất là đều nè, thấy không? Đó. Và cuộn này cũng đã được qua sử dụng. Đó, qua sử dụng. Thì cuộn này là dây dây số 3 người. Dây số 3 đường kính là 0.285 nè. Đó. Cuộn này 500m qua sử dụng. Cuộn này chắc còn khoảng 300-400m thôi. Giá công khai cuộn số 5 giá cũng là 150k. Tiếp theo cuộn số 6. Cuộn số 6 lên tiếp người gắn là một cuộn của Daiwa. Đây, một cuộn Daiwa. Và dây này dây số 4 người. Dây số 4 đường kính 0.33mm. Và dây nó là màu chống chấn đục nè. Đó. Dây này mình cũng rất là thích luôn nè. Đó. Mình cũng hay sử dụng dây này để tóm thẻo. Và cuộn này cũng đã qua sử dụng. Theo đánh giá cá nhân, cuộn này ra tầm khoảng còn khoảng 300-200m thôi. Giá công khai cuộn số 6 giá 150k nhé. Tiếp theo cuộn số 6 150k. Dây số 4 đúng rồi. Đó, dây số 4. Tiếp theo cuộn số 7. Thì cuộn số 7 cũng là dây số 4 nha. Dây này 4LB,
dây 4LB đi. Xem dây số mấy ta, dây số 1 của ta, cũ này là dây số 1 người, dây số 1 và còn niêm phong nhé. Đây, dây số 1 còn niêm xong. 4LB thì con này nó tải ra tầm khoảng 2 ký mấy 3 ký thôi nha mọi người. Đó, cũ này nhìn cho anh em về tấm thẻo nha. Đó, dây số 1 này cho anh em tấm thẻo là ngon lành. Đó, mấy con cá nhát thì lấy dây này anh em tấm. Cuộn này của Sugar. Đó. Cuộn này được ra là 320m và 100% của nó là ni lông nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai cuộn số 7 giá là 150k luôn nhé. 150k cuộn số 7, dây số 1. Tiếp theo cuộn số 8. Cuộn số 8 lên tiếp người một cuộn của Yamamoto. Đó. Đây người cuộn của Yamamoto, cuộn này của Nhật sản xuất. Và đây, dây của nó sẽ là dây một vàng này mọi người. Vàng thế này. Và cuộn này thấy đánh giá cá nhân thì còn rất là nhiều nha mọi người. Đó, cuộn rất là nhiều luôn. Cuộn này một cuộn dây số 4, đường kính là 0.33mm, 500m. Và cuộn này chắc còn khoảng 300-400m là bình thường. Rồi, giá công khai cuộn số 8 giá vẫn là 150k rồi, 150k cuộn số 8. Tiếp theo lên tiếp người cuộn số 9 thì cuộn số 9 lên tiếp người một cuộn của thương hiệu Nhật nè. Đó, một cuộn đeo thì cuộn đeo này nó sẽ là dây số 5 rồi, dây số 5 tải được 10 ký, và cái này đường kính của nó là 0.37mm. Đó, đây dây sắm khói thế này nha mọi người. Đó, dây sắm khói dây trong thế này, vậy rất là ok mọi người, rất là mịn luôn. Thì cuộn này cũng được qua sử dụng rồi, nó rơi còn rơi tầm khoảng chắc cỡ 200-300m. Rồi, giá công khai cuộn số 9 giá là 150k rồi. Tiếp theo cuộn số 10. Cuộn số 10 lên tiếp người một cuộn của Nhật sản xuất nha mọi người. À, đây một cuộn của Nhật sản xuất, và cuộn này còn siêu nhá, cuộn này chưa sử dụng. Dây màu vàng chanh nè, vàng dạ quang nè, đây rất là dày nha mọi người. Đó, cái này nó bị bể cái này. Đó, ra trong quá trình vận chuyển về đây. Và cuộn này nó để thông số là nó tải được 20 LB, ra tập khoảng 10 ký nha mọi người. Đó, dây số 5 tải được 9 ký 16 nè, ra tập khoảng gần 10 ký. Dây số 5 này, dây số 5 cả đường kính nó xem đường kính độc ta, cuộn này được 400m và đường kính của nó là dây số 5 0.37mm nhé. Rồi, giá công khai cuộn số 10 giá là 200k cộng ship của số 10. Tiếp theo cuộn 11. Cuộn 11 lên tiếp người một cuộn của hãng Yamamoto nè. Đó, và cuộn này thấy còn nguyên siêu nha mọi người. Đây, cuộn nguyên tem kêu bốc nữa nè. Đó, cuộn này dây màu trắng nha mọi người. Đó, trắng khói. Và cuộn này nó là dây số 5. Dây số 5, đường kính 0.37mm. Thì dây số 5 thì đa phần nó sẽ tải được tầm khoảng 10 ký nha mọi người, 9 ký mấy 10 ký. Rồi, giá công khai cuộn số 11 giá là 200 nhé. Thì tiếp theo cuộn số 12. Cuộn 12 lên tiếp người vẫn là một cuộn của hãng Yamamoto nè. Đó, hãng mới in Japan nha mọi người. Và dây này cũng là dây số 5, đường kính là 0.37mm. Và dây của nó là màu trắng, màu vàng nha mọi người, màu vàng da quang nè. Đó, đây, dây này. Đó, dây nó khá là mịn nha mọi người. Đó, thì cuộn này giá công khai đã được qua sử dụng rồi, đường kính con này nó chắc còn khoảng 200-300m thôi. Đó, theo đánh giá cá nhân thôi nhé. Rồi, giá công khai cuộn số 12 giá 150k nhé. Tiếp theo cuộn 13. Cuộn 13 lên tiếp người vẫn một cuộn dây từ Nhật về, và cuộn này là dây ni lông nè mọi người. Đó, ni lông. Cuộn này là dây số 5, được 150m. Đây thấy còn rất là nhiều luôn. Đó, đây dây nó rất là mịn, nó túa ra thế này đây. Đó, chính nó không dạng không bị cóc lắm mọi người. Đó, sau thì mình xếp sẽ để quậy cho mọi người luôn. Cuộn này còn nhiều lắm đó, rất là nhiều luôn nè.
chắc này cuộn cuộn này chắc còn 500 mét là bình thường, 400 500 mét là bình thường. Đó. Đây. Thì cuộn này của hàng China sản xuất nha mọi người, là hàng China sản xuất nè, đó. Thì cuộn nào từ Nhật về thì mình báo từ Nhật về, cuộn nào China sản xuất thì báo China. Thì hãng này nó cũng xuất cho thị trường Nhật thôi. Đó. Rồi, giá công khai 150k người, 150k cuộn số 13. Tiếp theo cuộn 14. 14 lên cho mọi người một cuộn dây ni lông, dây ni lông. Cuộn số 14 này thì nó sẽ dài, chiều dài của nó 1000m. Dây chạy số 4 dài là 1000m. Mà cái này cũng đã qua sử dụng rồi. Theo đánh giá giờ tầm khoảng 500m là bình thường. Dây còn rất là dày. Thì cuộn số 4 này giá công khai là 150k người, 150k cộng ship cuộn số 4. Dây số 4. Tiếp theo cuộn số 15. Thì cuộn số 15 lên tiếp người một cuộn dây của Daiwa. Cuộn này còn nhiều lắm mọi người. Đó. Thấy nó còn niêm phong nè. Đây, còn niêm phong bên đây nè. Đó, dây nó đây. Đó. Thì nó ship rất là đều ha. Đó. Và dây của nó là màu tím rồi. Đó. Đây, dây nó đây. Rất là mịn nha mọi người. Đó. Rất là mịn, mịn và mực nè. Dây này. Đó. Thì cuộn này mình lấy từ Nhật về luôn. Đó. Thì đây là dây số 6 rồi. Dây số 6. Đường kính của nó là 0.405mm. Dài được 500m. Và cuộn này nó gây tầm khoảng 400m, 300m nữa rồi. Dây số 6 thì nó tải được chắc cỡ 20 lb, tầm khoảng 10kg. Cái đó, cái này nó bị che mất cái số rồi, số không thấy nha, hàng của Nhật sản xuất. Rồi, giá công khai cuộn số 15, giá là 200 rồi, 200k cộng ship nhé, cuộn số 15. Tiếp theo cuộn số 16. Thì cuộn số 16 lên cho mọi người quấn một cuộn dây của hãng Yamamoto nè. Đó. Và cuộn này nó còn niêm phong nữa. Đây, còn niêm phong nhé. Thì dây số 6 dài thì dài 500m, đường kính là 0.405mm nè. Đó. Đây còn tem đầy đủ hết luôn. Đó, cuộn này mới nguyên siêu. Rồi, giá công khai cuộn số 16, giá 200 người, 200k. Đó. Cuộn này anh em về vô máy 6000 là vô được khoảng 5 máy. Đó. Không, vô máy 6000 khoảng 4 máy thôi, một máy 150m. Tiếp theo cuộn số 17. Cuộn 17 lên cho mọi người là một cuộn dạng hàng săn hàng rồi. Đó, cuộn này một dây của hãng Dell mọi người. Dell là hàng của Nhật sản xuất nha, nội địa rồi. Đây mới sẹp bên. Cuộn này dài được 500m và còn nguyên siêu nhá, nguyên siêu nguyên zin của nó nha mọi người. Đó. Thì cuộn này nó để tải được là 15kg nhá, 15kg 30 lb. Đường kính của nó là 0.48mm nha mọi người. Đây, đó. Rồi, giá công khai cho cuộn này giá 220k rồi, 220k cộng ship. Cuộn số 17. Tiếp theo cuộn số 18. Cuộn 18 lên tiếp người quẳng một cuộn dây của Nhật về nha mọi người. À, cuộn này của Nhật về. Và dây này sẽ là dây số 7 nha, dây số 7. Cuộn này dài được là 1000m nha, 1000m dây số 7 thế này. Đó. Anh em nào về có thể về vô máy nè, không phải anh em tấm thẻo. Đó. Tấm nho vậy đó, dây số 7 này vô tư rồi. Đó, dây rất là mịn mà bóng nè. Đó. Từ Nhật về nhé. Rồi, giá công khai cuộn số cuộn số 16, giá là 260k người, 260k cộng ship với 1000m. Đó, rất là ngờ. Anh em mua cuộn này rất là ngờ luôn nhé. 260k, dây số 7 1000m. Tiếp theo cuộn số 18. Thì cuộn số 18 lên cho mọi người một cuộn extra của hàng Senjo nè mọi người. Đó. Hàng của Nhật sản xuất nha. Sepen. Thì dây này sẽ là dây số mần nha mọi người, dây số mần và đường kính của nó là 0.52mm. Cuộn này chắc nó tải tầm khoảng 10kg, 15kg dư sức. Dây nó khá là bự nha mọi người. Đây, dây khá là bự và bóng nè. Bóng mịn. Dây Nhật là đặc điểm của nó này, rất là mịn nha. Rồi, giá công khai cuộn 19, giá 200 người, 200k cuộn 19. Cuộn này còn khá là đầy nha mọi người, đó, chắc đủ 500m. Tiếp theo cuộn 21. Cuộn 21 lên tiếp ngay một cuộn bự nè. Dây này dây số 18 người, dây số 18.
đường kính là 0.7 mm, dài là 600 m, của hàng Sunlight đó, hàng này hàng của Nhật sản xuất nhé. Và cuộn này chắc bị quấn rồi, nó còn bóp nó mềm mềm đó. Đó, bóp nó mềm mềm đúng rồi. Đó. Rồi sau mình sẽ báo anh em vậy thôi, bởi vậy bán thanh lý rồi. Giày số 18 này anh em vô máy 10.000 là ô tư ngon lành đó. Rồi giá công khai cuộn 21 giá 150k nhé. Đó, anh em xem kỹ nhé mọi người, sau thì mình sẽ báo vậy. Tiếp theo cuộn số 22 là một cuộn dây cũng dây bự nè mọi người. Đó, nó để đây là dây 30 dài được 500 m nè. Đó, dây là bự lắm, đây, khá là bự nhé. Thì cuộn này thì mình cũng không đảm bảo mấy chất lượng nữa, nên mình cũng bán dạng giá thanh lý cho anh em về có thể lấy câu nào câu được câu nha mọi người. Rồi giá công khai cuộn 22 giá 500 rồi, 500k cộng ship cuộn 22. Đó, hai cuộn này thì cái dạng mình không biết rõ nên không có nói nhiều nhé. Đó, sau mình sẽ báo vậy. Tiếp theo cuộn số 23 là một cuộn nguyên sinh nè, đó nguyên sinh. Thì dây này sẽ là dây 12 người, dây 12 dài 950 m, và cuộn này cho anh em về vô máy 10.000 người, vô máy 10.000 đó, sân hàng. Rồi giá công khai cuộn số 12 đó, giá công khai cuộn số 23 giá là 200k người, 200k cộng ship cuộn số 23. Tiếp theo qua đây những lốc lử, lốc dây bên đây là nó dạng nó còn ít đó, mình cảm nhận nó còn ít nên mình gom là thành hai cuộn nhé. Tiếp theo mã số 24 nó gồm hai cuộn người, đây hai cuộn, một cuộn này là dây số 2 1000 m nè, và nó sẽ còn chắc còn cái này còn cỡ 200-300 m là bình thường đó. Dây số 2 anh em về tấm thẻo tấm lử đó, dây này cũng là dây số 2 đó, cuộn này của hàng Yamamoto, hàng của Nhật luôn đó. Đây dây màu vàng này nhé. Rồi hai cuộn này mình bán với giá là 150k nhé, anh em nào về tấm thẻo câu đài á, hai cuộn này tấm vô tư luôn đó, giá rất là ngợi những người, hai cuộn 150k cộng ship. Tiếp theo cuộn mã số 24, tiếp theo mã số 25 lên tiếp người, cái này là ba cuộn luôn nha mọi người, ba cuộn luôn. Đây hai cuộn này là sẽ hai cuộn dây số 3 đó, dây số 3. Đây cuộn này sẽ còn ít nè, anh em thấy cái lỗi màu đen trong không đó, sau thì mình sẽ báo vậy. Đây cuộn này chắc còn ít, dây số 3 không, cuộn này còn nhiều, nhưng mà đặc biệt là cuộn này chắc bị quấn ra rồi, nó quấn không đều nè, nó theo cảm nhận cá nhân nhé. Và cuộn này cũng vậy đó, cuộn này là dây số 6 và nó để 500 m nè, mới sẹp đen đó, dây màu xanh. Và cuộn này cũng được quấn gai nên nó mềm nè mọi người, nó không đều. Rồi mình bán thanh lý ba cuộn này với giá là 150k nhé, giá khá là ngờ đó. Tiếp theo cuộn số 26 cũng vậy, đây cho mọi người hai cuộn đó. Thì dây này vẫn là dây số 3 rồi, cho anh em về tấm thẻo tấm tử. Đây dây màu xanh nè, xanh dầu quang, vàng dầu quang nè, cũng còn khá là nhiều, cuộn này chắc còn khoảng 100 m trong ngoài. Cuộn này quẩn vậy còn khoảng cái này cuộn ít này đó, cũng khoảng 100 m à. Rồi giá thanh lý hai cuộn này giá 150k cộng ship luôn nha, mã số 26. Tiếp theo mã 27 là cho mọi người quẩn là hai cuộn nha mọi người đó. Đây dây này dây số 4 nha, dây số 4 thì dây số 4 này nó tải được là 5,6 kg nè đó, cho nên em về tầm làm chục cũng được nè đó, dây cũng còn khá là nhiều nha mọi người đó, còn khoảng 100 m trong ngoài. Dây này thì còn ít nè, cũng khoảng 100 m thôi đó. Rồi hai cuộn này, hai cuộn đều là dây số 4 hết, giá công khai mình bán là 150k luôn nha mọi người ha, cuộn 27 150k. Tiếp theo cuộn 26 lên cho mọi người quẩn là một cuộn này thì nó sẽ là dây số dây 8LB, dây số 2, bên đây cũng là 8LB, cũng là dây số 2 đó. Đây hai cuộn này đều là dây số 2 hết nhé. Đây cho anh em về tấm thẻo tấm chục làm chục gì nè, cuộn này cũng ra tầm khoảng gần 100 m nhé, hơn 100 m ạ đó, cũng còn khá là nhiều. Một cuộn này của hãng Sugar đó. Sugar kéo như nằm ơi đó, cuộn này của Nhật sản xuất, cuộn này của hãng Daiwa nè đó, Bass X
con này ni lông nha mọi người, trăm trăm ni lông nè, đó rất là bóng nha mọi người. Này anh em về tầm chục làm thẻo nhé, nó để là còn khoảng trăm mét thôi. Rồi giá công khai 22 củ này, giá quán là 150k nhé. 26 tiếp theo, 27 lên tiếp người là hai củ này, cũng là hai củ thôi đó. Củ này là dây số 6 1000 mét thì củ này chắc còn khoảng 400-500 mét, khoảng 300 mét là bình thường. Dạ dày lắm. Củ bên đây là dây số 5 đó, củ này chắc khoảng 500 mét, còn 500 mét này chắc khoảng còn 100 mét. Rồi giá công khai hai củ này giá là 150k rồi, 150k cộng ship hai củ mã 27. Rồi đó, tổng cộng là 27 mã cước lên người hôm nay. Nếu người ưng có thể chốt để shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.